Cấm dịu dù không muốn cũng phải tin, Phi Nhung mới chính là mối tình đầu của Mạnh Quỳnh và khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương trữ tình, có lẽ không ai là không biết đến Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh có khá nhiều điểm giống nhau như đều cùng là con lai, đều yêu thích dòng nhạc quê hương trữ tình và có một điều có lẽ không ai có thể phủ nhận, đó chính là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung không ai có thể thay thế được một trong hai như chúng ta đã biết hiện tại vợ của mạnh quỳnh chính là cẩm diệu được biết cẩm diệu là người phụ nữ xinh đẹp sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ trong thời gian phi nhung thường xuyên đi hát với mạnh quỳnh có lẽ không ít khán giả thắc mắc rằng liệu cẩm diệu có ghen với mạnh quỳnh hay không và chắc chắn không ít khán giả đã từng khẳng định rằng chắc chắn là có Cẩm Diệu vẫn là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, có nửa kia là Mạnh Quỳnh lại là chồng chính thức của cô. Thì hỏi sao khi có chồng là đi hát với người nữ ca sĩ khác, chắc chắn là sẽ có ghen. Tuy nhiên sự việc này cho đến khi cách đây không lâu được Mạnh Quỳnh tiết lộ với mọi người. Chứ trước đó Cẩm Diệu cũng chưa bao giờ lên trang cá nhân cũng như xã hội chia sẻ về điều này. Cho đến thời điểm hiện tại có thể thấy rằng, mái ấm của Mạnh Quỳnh đó chính là người vợ Cẩm Diệu xinh đẹp cùng với hai cậu con trai khấu khỉnh tuy nhiên nếu nói về mối tình đầu của mạnh quân thì có lẽ không ai bước qua được nữ ca sĩ phi nhung và cho dù cẩm diệu không muốn tin đi chăng nữa thì phi nhung mới chính là mối tình đầu của mạnh quân cẩm diệu mặc dù rất ít khi xuất hiện trước bao giới tuy nhiên trước đó có xuất hiện khá nhiều tin đồn về việc cô từng khuyên chồng nên bỏ hát vì sợ rằng sẽ có một ngày hai vợ chồng chia ly Thực sự với cách trình diễn của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thì không chỉ Cẩm Diệu mà ngay cả các khán thính giả đã nhiều lần hiểu lầm rằng Phi Nhung và Mạnh Quỳnh có tình cảm với nhau bởi họ diễn quá ăn ý trên sân khấu và tình tứ nên nhiều người nghĩ rằng cả hai có thể phát triển tình cảm. Tuy nhiên về phía Phi Nhung và Mạnh Quỳnh từng khẳng định rằng họ luôn luôn biết đâu là điểm dần phù hợp và không bao giờ cho vượt quá giới hạn cho phép. Hiển nhiên Cẩm Diệu không phải là mối tình đầu của Mạnh Quỳnh tuy nhiên cô vẫn còn khá may mắn so với những người phụ nữ khác bởi mình quên là một người sống vì gia đình trước đó anh từng tuyên bố có thể bỏ sự nghiệp để trở về nhà chăm sóc vợ và hai con